Hôm qua tuần trước á, thấy một số hơi lúng túng hơn, lúng túng cái luận điểm này, cảm thấy như là chơi bời đâu á. Đây, từ một câu từ Chánh Kinh 123 cho đến 170 mấy á, 100 tới 192, luận điểm thứ 13 đó, thì đó ra luận cứ thứ 13 đó là cầu khấn người làm tức là tạo nghiệp đó. Cái này, cái phần này chạy tới câu 192 và luận cứ 14 là chữa chấm dứt bài. Ở đây chúng ta tóm gọn lại cho nắm bắt nè. Ở đây chúng ta phải nắm bắt lại á. Cái luận điểm thứ 13 đó là hỏi về người làm. Luận cứu 13 đó thì hỏi về người làm. Tức là đây là tạo nghiệp nè. Người làm đây là tạo nghiệp. Để trong cái tạo nghiệp này nó có là quả. Ai tới cái nghiệp thì phải có quả. Cho nên nó để bảo vệ cái những điểm mình đó là người á, mình thấy để bảo vệ cái điểm mình là người là mình thấy. Thì khi muốn bảo vệ được những người được nhận thấy này, thì nêu ra những cái trường hợp mà người đó được nhận thấy là làm hay là người nhận quả vân vân, đại khái vậy đó. Thì khi mà có người nêu ra được rồi mà có cái người làm á, thì sẽ nói người đang làm nó được nhận thấy, cái người mà làm nó được nhận thấy. Ví dụ như là A, một bậc A như vậy. Họ thấy có người là tạo ra nè, có người mà tạo được A thì cái người này được nhận thấy. Đấy, mục tiêu của B, B là như vậy. Cho nên anh đưa ra cái là nghiệp do người làm, do bảo làm được nhận thấy phải không? Đấy, mà nếu mình đã đáp lại rồi thì cái nghiệp này có người làm hoặc là có người bảo làm thì cái người này được thấy, được nhận thấy. Nha. Đó đây là cái tiêu đề của nên là như vậy. Thì bây giờ đó, chúng ta có thấy rằng á, B là nhạy bén đó. Mặc dù á nghiệp tốt xấu có nè, người làm bảo làm có, nhưng mà nó chỉ có hai trường hợp, người làm hay bảo làm á, trên cái chế định, trên cái chế định á là người làm hay là bảo làm. Người bảo làm hay là trên chế định này. Nhưng mà theo cái phần chính pháp, theo chánh pháp á, theo chánh pháp á, ở trên chế định là anh này người sát sanh, người trộm cắp hay là người tà hạnh trong nghiệp đạo, vân người nói dối, kiểu nói là chị A nói dối, chị B nói dối, cái là theo cái chế định thôi, nó vẫn cấp. Nhưng mà theo cái tính mát á, tức là theo cái tình thế đó, nó đánh thì không có người làm, không có bảo làm, chỉ có là tự quyết. Nắm được chỗ này chưa? Cho nên khi hỏi á, nghiệp tốt xấu vẫn có, người bảo làm, người làm người bảo làm vẫn có phải không? Được nhận thấy phải không? Thì về tới là không nên nói như vậy.
Đây nó hơi may mắn là không nói nha. Theo chế định thì có người làm đúng không? Mà theo thực tính pháp thì không có người làm. Nhưng bây giờ khi mình đã khi mà B đặt ra cái vấn đề như vậy, ở là nghiệp tốt xấu có phải không? Phải rồi. Nghiệp tốt xấu do người làm, do bảo làm phải không? Thì B với nè, không nên nói như vậy. Tức là nó có phần đúng cũng có phần sai. Thấy chỗ này không? Ha. Thì từ cái luận khi nói vậy có lần thì nhân cái này nè, nhân cái này nè, về phần sau cái mô thức ấy, nó giống như là lặp đi được lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại, đất lớn núi sinh rú lửa gió nhiệt lượng vân vân, thì những phần sau những mô thức nó được lặp đi lặp lại. Mà hai mô thức này, tức là hai mô thức mà nó ra vừa gọi lên tổng quát. Bây giờ D quan niệm như vậy, cái quan niệm D là A này và T phản đòn này, nếu mà lặp lại là nghiệp tốt xấu vẫn có phải không? Phải rồi, người bảo làm, người làm thì người bảo làm nghiệp tốt xấu đó vẫn có phải không? Nó phải rồi, đây với nó nếu bạn có phải không? Nếu bạn có phải không? Nếu bạn do người làm hay người phải đáp họ làm phải không? Một điểm đấy cha, có phải không? Phải là cái phản đòn này kiểu này chưa? Rồi, người có phải không? Thì từ vô vi đến hữu vi cái đấy, người có phải không? Vậy người này do người khác bảo làm phải không? Thế ví dụ như cái có đứa con nít nè, nghe thì mình bảo tạo ra đứa con nít là nó có ra nít phải không? Hay là mình tự mình tạo ra đứa con nít? Ví dụ như bây giờ cái người này, ví dụ như trong nhà mình có con đi đúng không? Con là người đúng không? Là mình làm ra phải không? Hay người khác làm ra phải không? Phải không? Được chắc. Có nhiều người thôi vô sinh thì sao làm ra? Ví dụ giờ nói con nhà nè, nói là mình làm ra con đúng không? Nè. Vậy người đàn ông có thể làm ra con không? Đứa con nít trong nhà có thể làm ra đứa con không? Đây người làm mà, hay người làm đúng không? Nè, người bảo làm đúng không? Đúng không? Nghiệp tốt xấu vẫn có đúng không? Nghiệp tốt xấu do người làm, do người bảo làm phải không? Nè, thì bây giờ nè, con thì có phải không? Phải không? Con thì do bảo làm phải không? Do người khác bảo làm phải không? Hay là người làm ra con? Vậy cái này người làm ra con có thì không đúng không? Phải không? Có nhiều người muốn con trai ra gái là sao? Có nhiều người muốn con gái thì cứ ra con trai. Trường hợp này có không? Vậy thì cái con gì giống có phải không? Đứa con gái là do người bảo làm ra phải không? Một tháng. Hiểu chưa? Hiểu chỗ này chưa? Có hiểu không? Rồi, người xong xuôi rồi. Dẫn tới đây nữa. Người vẫn có nè, mà vẫn có nè, đất cũng có nè, đúng không? Đất vẫn có đúng không? Đất có người khác bảo làm đúng không? Hay là đất mình làm ra đất? Có ai làm ra đất vậy không? Giờ tự nhiên biến ra làm ra đất, làm sao mình làm ra được? Do người khác bảo làm ra có không? Cũng không, hiểu chỗ này không? Mà đất lớn nè, đất lớn nè, đất lớn muốn ăn chỉ là cái cầu
trái đất mình á. Mà trái đất này do mình làm ra phải không? Bạn hiểu cái này không? Hay là do người khác bảo làm ra đó không? Cũng không rồi. Hiểu cái này chưa? Rồi từ đó nhận biết cái nào là nước, lửa, nhiệt lượng, cái căn núi sinh ra cái hạt như thế này. Núi tu di cho hạt. Thì cái mô thức nó như vậy. Rồi cây cỏ rừng rậm mấy người kia đó. Cái rừng mình có làm được không? Có bà bảo làm được không? Cũng không. Mà nó do cái thời tiết sinh, nó mặc dù nó là quả thật, nó là cái ảnh hưởng xa của nó chính là do nghiệp chẳng hạn. Đấy. Nhưng mà trực tiếp làm mình không có trực tiếp làm được nó. Nó là do thời tiết làm. Ở đây là cái nó thì cái nhân tức là nghiệp. Bây giờ cái quả, cái nghiệp để cho quả đúng không? Tức là quả gì học đúng không? Thấy cũng tương tự vậy thôi. Nè, một cái là nói về cái nhân, do người làm, do người khác bảo làm không được. Rồi bây giờ T bắt đầu phân tích tiếp. Nó đã có cái nhân thì nó phải có cái quả đúng không? À, cái quả này nè, cái người nhận quả kia B đó, cái người nhận quả thì mình thấy là người mà nhận quả của nghiệp tự nhận thấy. Bây giờ đó, chúng ta trở lại người nhân quả của nghiệp thấy sao không phải rồi nè. Như vậy thì đó về đó cái người nhận quả được, có cái quả này mà có người nhận thì có người nhận đó thì cái người này được thấy, được nhận thấy. Hiểu chỗ này không? Hiểu chỗ này không? Vậy nó mới xác định nè. Vậy mà hỏi người nhận quả được nhận thấy phải đâu thì không phải nhận thấy. Bởi vì cái nhận quả gì không? Nhân quả gì vậy? Mà theo cái định á, theo cái định á, thì là người như thiên hoặc quan đúng không? Theo cái định là như vậy, đúng không? Nhưng mà theo tính pháp á, theo pháp á, thì nó chỉ là tâm sở, không có người nào trong pháp hết. Nhưng mà về cái chế định á, con đó làm ác nghiệp rồi nhận rồi thay, anh đó tạo ác nghiệp rồi nhận rồi thôi. Thì theo chế định là có người, có chú, có dân đại khái vậy, đúng không? Cho nên người nhận quả nghiệp nhận thấy phải không? Không nên nói như vậy. Bởi vì nó có hai cái phạm vi, một là phạm vi của chế định. Kiếp xưa đó là ví dụ như Đức Phật kiếp xưa là đấm gãy xương sống của một cái võ sĩ và ngài lúc nào cũng bị giết lưng. Thì trên cái chế định gọi Đức Phật đúng không? Nó còn nhận cái quả vậy đó. Trên chế định là Đức Phật, nhưng mà theo tịnh kinh pháp là không phải, mà đó là tâm sở thọ chứ không phải Đức Phật gì nữa đó. Đức Phật cũng chỉ là chế định thôi, để tôn sưng một cái vị mà cao nhất trên thế gian này thôi, là Đức Phật, đúng không? Đức Phật cũng vẫn chỉ, cũng chỉ là chế định. Thí dụ các hồng danh của các vị nè, A-ra-hăng, Sam-ma, Sam-bút-thô, vân vân, tất cả cái đó đều là chế định, đều là chế định hết, tức là cái danh từ định đặt thôi mà thôi. Nhưng mà nó có một ý nghĩa rất là đặc biệt rồi thôi. Hiểu chỗ này không? Nên Đức Phật cũng vậy, ngài thì những quả đúng không? Thì đó là theo chế định, còn mà theo thực tính pháp vẫn cứ là tâm sở. Họ không có người, không ai mà nhận cái quả hết á, mà chỉ có tâm sở thọ mà thôi. Bây giờ thì người nhận quả nghiệp thấy
Đó là nghiệp 46, được nhìn thấy. Nghiệp được nhìn thấy. Người nhận quả của nghiệp được nhìn thấy. Thì kết luận là có người người được nhận thấy. Hiểu chỗ này không? Hiểu cái bảo vệ luận án của B là vậy đó. Nghiệp tốt xấu được nhận thấy, người nhận quả nghiệp tốt xấu được nhận thấy. Vậy kết luận người được nhận thấy. Nè, thì mới hỏi vậy đó. B không thể nào đáp khác hơn được bằng cách là không nên nói như thế. Bởi trong này nó có đúng có sai. Theo chế định thì đúng, nhưng mà theo tính pháp thì sai. À, thì giữa cái sai đúng này chưa phân biệt được, cho nên đắp lấp lửng là không nên nói như thế. Hiểu này chưa? Bây giờ nghiệp tốt xấu nhìn thấy, hay là nghiệp nhìn thấy đây. Nghiệp được nhận thấy, tức là nghiệp tốt và nghiệp xấu được nhận thấy rồi đúng không? Đây cái mệnh đề chung là không thể chối cãi được. Phải không ạ? Đúng là cái gì đó cũng không biết. Tâm sở tư có hay tâm sở tư xấu gì cũng không biết, nhưng mà rõ nào phải có. Đúng không? Rồi đi nào, người được nhận thấy đúng không? Người được nhận thấy đúng không? Theo quan điểm của bên nè, người đây thấy đúng không? Vậy thì người nhận quả người, người nhận quả người được sanh làm người là một cái quả không? Quả của nghiệp đúng không? Phải chưa? Cái người của bên này có bất biến đúng không? Phải không? Có nắm được chỗ này chưa? Người của đây là bất biến đúng không? Nhưng mà cái người này nhận cái quả này phải không? Quả của nghiệp. Nghiệp tốt xấu được nhận thấy đúng không? Được làm người phải là quả tốt không? Dạ. Phải không? Mà cái người này nhận được quả tốt này không? Đây người được nhận thấy, người nhận quả nghiệp được nhận thấy mà. Để chỗ này ra. B đưa ra là nghiệp tốt xấu được nhận thấy phải không? Phải rồi. Người nhận quả nghiệp tốt xấu được nhận thấy phải không? Thì tới đây ấy, đây coi E mắc 7 đúng không? Cho nên không nên nói như thế. Bây giờ T đây lặp lại cái quan điểm của B. Người được nhận nghiệp tốt xấu được nhận thấy, người nhận quả nghiệp tốt xấu được nhận thấy phải không? Thì B đáp là phải. Đã rồi đúng không? Tại quan điểm của ông là như vậy, người ta hỏi trở lại thì ông phải xác nhận thôi. Hiểu chỗ này không? Nhìn người nè, người B nè, người B đó, cái người B đó, nó là cái quả, cái nghiệp đúng không? Cái người B đó, người đó là quả của nghiệp đúng không? Bây giờ người A là người bất biến, người A là bất biến nè. Theo quan điểm của B thì thấy cái người này nhận quả này không? Thì người nhận quả người được nhận thấy phải không? Đấy. Hiểu chỗ này không? Cái người này là bất biến thôi, đúng không? Có hiểu chỗ này không? Còn cái người B này là cái quả của nghiệp đúng không? Mà người nhận quả được nhận thấy đúng không? Người nhận quả nghiệp được nhận thấy đúng không? Thì người A là cái người bất biến đúng không? Phải nhận cái quả người này gì đó. Còn nếu mà không nhận được á thì rõ ràng là cái này hỏi ông xác định phải rồi mà giờ nó không phải không được đúng không? Mà nếu cái người A này nè đó là người thứ nhất đúng không? Yeah. Phải không? Nhận cái quả người này nữa nè. Vậy là người thứ hai đúng không? Như vậy người bất biến là có hai người. Cùng một lúc trong người mình có hai người. Một người chánh và một cái người nhận quả nữa. Điều này có hợp lý không?
hiểu chỗ này chưa? Quý vị là một đúng không? Quý vị nhận một vật khác nữa đúng không? Mà cái người cái nhận cái vật đó cũng là một cái người nữa. Ví dụ bây giờ quý vị là người nam đi, mình nhận một cái người nữ vô trong này nữa. Rồi bây giờ á, trong cái người này vừa nam vừa nữ đúng không? Có hợp lý không? Cho nên B không đâu có dám trả lời là phải rồi. Phải rồi là cùng một lúc con người bất biến này có hai người. Một cái người bất biến và một cái người quả của cái nghiệp. Thì điều này vô lý. Hiểu chỗ này không? Nè. Mà bây giờ cái người A, người A bất biến nè. Người A là bất biến đúng không? Vậy cái người này cái lúc là người lúc là thú đúng không? Người bất biến này lúc cặp thì là người, lúc cặp là thú đó, hiểu không? Lúc cặp vô chư thiên đúng không? Thì đây có hợp lý không? Vậy ra trong cái người bất biến này tạo bí đồ trong này nè, cái chục hạng người cái này nè, hiểu chỗ này không? Cho nên B bắt buộc đáp là phải không nên nói như thế. Nắm được chỗ này chưa? Đâu có gì đâu, khó hiểu đâu. Rồi bây giờ từ cái con nước ra như thế nãy đó, cái đất từ nãy á, cái đất lớn á, ở trên trước á, đất á, nước chân dân muốn xin đi đúng chân dân, nó là nghiệp, nhưng bây giờ á, đất này nó vừa là nghiệp mà cũng vừa là quả. Cái đất mình á, nó cũng vừa là quả mà nó cũng vừa là nhân. Mà nhân có nghĩa là nghiệp hay cái gì đâu. Nếu nghiệp á là nhân thì quả gì thuộc nó là quả đúng không? Thì đất này nó cũng vừa là nhân, tức là nó tạo ra những vật khác. Mà đồng thời nó cũng là quả của cái gì đó, đúng không? Từ đất sét nè. Nó tạo ra kim được không? Gạch được không? Thì nó là nhân gì đó. Phải không? Mà bản thân đất nó cũng là kết quả của một cái nhân nào đó phía trước đó. Bởi vì nó là hữu vi. Mà hữu vi nó phải, nó là kết quả của một cái nhân nhiều phía trước đó. Đúng không? Nó là kết quả. Thì bây giờ cái đất từ nãy lên á, đất được nhận thấy phải không? Nước được nhận thấy thì đất nước này nó một cái nhân đúng không? Ở phần này phần quả nè, thì đất nước lửa gió vân vân nè, nó cũng là quả. Thì cái đất này nè, cái đất cái cầu nè là quả cái nghiệp đúng không? Quả cái nghiệp không? Cái người nhận quả nghiệp tốt xấu theo quan điểm của bên nè. Vậy con người đó nhận cái đất nào? Nhận cái đất nào? Không, làm sao nhận được cái đất? Cái đất trầm giam vậy, làm sao mà nhận được? Nhận là khiên đâu, rinh đâu, giác đâu? Hiểu chỗ này không? Hiểu không? Trời biển vậy, đại dương á. Đại dương con người bất biến có nhận không? Mà nó phải là quả không? Nó có quả có nghiệp vậy nè. Nghiệp tốt xấu được nhận thấy phải không? Phải rồi. Người nhận quả nghiệp tốt xấu được nhận thấy phải không? Phải rồi. Vậy đại dương này có phải là quả của nghiệp không? Vậy cái người có nhận không? Hiểu chỗ này không? Là núi xí này rú chẳng hạn vậy. Thì những cái phần còn lại này ở trên đó, thì nói về nhân cũng liệt kê ra từng lọt như vậy. Ở bên dưới này cũng là nó là quả liệt kê ra từng lọt như vậy, lặp đi lặp lại vậy thôi.
trong có gì mà khó hiểu lắm á. Nam tự nhiên muốn nói chưa? Rồi bây giờ chúng ta bước qua. Tới giờ đã sống chung chung là nghiệp quả vậy thôi. Nói chung chung là nghiệp quả vậy thôi. Nghiệp quả. Nói chung. Nhưng bây giờ tới bây giờ đó T bắt đầu triển khai tiếp. Tới bắt đầu triển khai tiếp. Quả này nè, nó có tốt nè, không có xấu nè. Nè, mà nếu nó tốt á, chúng ta sẽ thấy là sao? Chư thiên này. Rồi, người nè, đúng không? Mà chư thiên này là cái người gọi là thiên lạc, đúng không? Chúng ta làm được là hạnh phúc phải gọi chứ. Như thế quá tốt rồi ha. Người thì có năng lạc, tức là cái an vui của cõi của người, tại vì nó là quá tốt, đúng không? Thì hỏi rằng thiên lạc được nhận thấy không? Như rõ ràng rồi, thiên lạc được nhận thấy đúng không? Đa lạc của trời được nhận thấy rồi đó nè. Người nhận được thiên lạc được nhận thấy phải không? Này bây giờ nó chuyện khác nè. Thì bây giờ đó, người mà nhận được thiên lạc, nhận thiên lạc hay cái này là tâm sở đó, nó là theo pháp. Còn theo cái định là chư thiên hưởng, đúng không? Phải không ạ? Nhận được thiên lạc này, nhưng mà nó là người nhận được thiên lạc thì nhận thấy mà không nên nói vậy, không nên nói vậy. Để chỗ này không nè, bây giờ tôi lại đặt cái vấn đề bây giờ thiên lạc nè, có đúng không? Người nhận thiên lạc đó có không? Đó là có phải không? Này thì chưa chắc à. Mình tạo cái nghiệp chắc chắn là nhận cái quả đó không? Chắc chắn không? Chết nhé. Mình tạo nghiệp thiện phải không? Chắc chắn nhận cái quả thiện không? Chưa chắc nè. Bây giờ mình bố thí này đúng không? Là quả thiện đúng không? Chắc chắn mình nhận được kết quả của bố thí không? Chưa chắc. Bây giờ mình sát sanh đúng không? Đúng không? Rồi chắc chắn mình sẽ nhận được quả sát sanh đúng không? Cái hậu quả sát sanh đúng không? Nếu nói như vậy thì luôn luôn mình không bao giờ giải thoát. Không bao giờ giải thoát nữa. Hiểu chỗ này không? Bây giờ từ vô thủy cho đến bây giờ cái gì sát sanh mà biết không? Không biết được nhưng mà biết nó nhiều hết, biết không? Từ vô thủy cho đến bây giờ nè, ngay trong kiếp hiện tại này thôi, từ lúc lọt lòng mẹ cho đến bây giờ đó, cái thời điểm hiện tại nè, mình tạo nghiệp trái xanh bao nhiêu biết không? Nhiều hết. Nào giết mối tận ngò gốc nè, đập mũi nè, giết rẹp nè, kiến nè, vân vân. Đếm hết không? Đếm hết không? Sư chỉ nói một cái giới sắc xanh thôi đó nha. Không, bây giờ không nói giới sắc xanh nữa đi.
Mà mình ăn mày cái nghiệp tốt mà đúng không? Nè, trong cái kiếp này quý vị trì giới bao nhiêu ngày quý vị nhớ không? Nhớ không? Nhiều hay ít? Nhiều ít nhiều. Có ngày bèo lắm á, cho 2 giờ. 2 giờ, 2 giờ một ngày cho giữ giới được 2 giờ. 10 năm được bao nhiêu rồi? Phải không? Nghe không? 20 năm được bao nhiêu rồi đúng không? Khi đó mình bèo lắm thôi. Một ngày giữ 2 giờ là bèo lắm rồi đó. Nghe, mà nó còn nhiều cái lượng cái nhiều như vậy đó. Nhưng mà mình làm cái thiện nghiệp đó, ví dụ có thấy không? Nghe không? Có biết nhiều hết. Nhiều ít. Ít là so thời gian thôi. Chứ thật sự số lượng mình bố thí mình cũng nhiều lắm. Nè. Rồi vô chùa có lễ Phật không? Có cung kính không? Nhiều ít. Đừng nói ít nha. Nè. Ai mà nói ít là coi gì vậy? Coi lại coi. Nè. Thì số lượng nghiệp thiện mình làm á, trong cái kiếp này không nhiều hết. Tương đối là nhiều. So với ác nghiệp thôi. Đối với nghiệp ác nghiệp nhiều hơn. Nhưng mà đối với bình thường mình cũng thấy cảm thấy nhiều nhiều rồi đúng không? Nha. Bèo gì á, cũng mỗi tuần cũng cũng dường thì xa đó, cũng có cũng một lần đúng không? Cũng bố thí vậy hả? Có phải vậy không? Ly cà phê cũng về đúng không? Cái khăn lau mặt cũng về đúng không? Có phải vậy không? Mà nếu mình làm những thiện nghiệp đó, chắc chắn mình nhận hết cái quả đó đúng không? Thì chắc chắn nếu cho là mình thấy mình làm thì thiện nghiệp chắc chắn mình hữu quả đúng không? Mình làm thiện nghiệp chắc chắn mình hữu quả đúng không? Nếu là như vậy thì quý vị cứ mãi mãi ở đây chơi, đừng có mong giải thoát á. Nhưng mà hưởng hết rồi mới giải thoát. Hiểu cái chỗ này không? Tại vì nếu mình làm thiện nghiệp chắc chắn mình nhận cái quả đó đúng không? Hiểu không? Thì bây giờ quý vị làm á, nó cũng kiếp này thôi nè. 5 ngày như vậy, 5 ngày như vậy đúng không? Đâu phải một phút 5 ngày nó trả tiền cho đâu. Nó trả rỉ rả rỉ rả rỉ rả rỉ rả đúng không? Có phải không? Nó trả từ kiếp này sang kiếp khác 5 ngày việc này nó trả rỉ rả rỉ rả mà. Chứ phải làm 5.000 kiếp trong 5.000 việc thiện trong kiếp này rồi nó trả một hơi cái 5.000 quả thiện liền. Chưa chắc. Nhưng mà chắc chắn mày hưởng đó. Đúng không? Cái rỉ rả năm sau, rỉ rả kiếp sau, rỉ rả kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau. Rồi kiếp sau mà lại tiếp tục tạo nữa thì thiện nữa đúng không? Rồi kiếp sau tiếp tục tạo gì nữa đúng không? Thế thì quý vị sẽ không bao giờ giải thoát. Phải hưởng gì hết nữa chứ. Hiểu chỗ này không? Nên bây giờ nó chắc chắn mà mình làm việc thiện chắc chắn mình hưởng mà. Hiểu chỗ này không? Có hiểu ý nghĩa này không? Tại vì quả này á, quý vị phải hưởng quả này quý vị giải thoát đúng không ạ? Mà nếu mà quý vị nó chắc chắn thì quý vị đừng mong giải thoát, đừng mong mất đạo quả. Cứ ở mà hưởng đi, không ở mà hưởng đi nè. Hiểu chỗ này không? Cho nên cái người tạo việc thiện chắc chắn hưởng quả thiện phải không nè? Hiểu chỗ này không? Bây giờ Đức Phật mình có hưởng hết quả thiện không? Đức Phật còn chưa hưởng hết quả thiện mà. Nhưng mà mình đòi hưởng hết quả thiện thì thôi rồi. Rồi mình cứ ở trong này chơi nha. Ở trong tam giới này chơi nha. Mà ra rõ ràng á, quả nghiệp á nó nói trong cái bài mã nó dạy vậy đó. Cái hạt giống nó có bốn điều. Vì vậy đó. Do nó không qua nó cũng bị hạt giống nó cũng không nảy mầm được đúng không?
do nước ngập nhiều quá cũng không nên làm nữa đúng không, do con trùng nó phá hoại đúng không, do hạt giống nó bị úng thối ở bên trong, mặc dù mình làm như vậy đó nhưng cái hạt giống mình nó bị úng thối rồi, nó không thể trả được, hiểu chỗ này không? Đấy. Rồi á, mình làm việc thiện chắc chắn mình hưởng phải không? Xong mình nói như thế, hiểu không? Mà nếu mà nó phải rồi á thì là thua, mà không phải á thì rơi vào vô quả kiếp. Mình làm mình không hưởng thì làm gì? Nếu có lúc hưởng mà có lúc không hưởng. Ăn quy nó lá phải giết 999 người không? Có rớt thì ngộ không? Không làm sao rớt được. Mà tà ác nghiệp nó có không? Đúng ra cái ác nghiệp đó phải rớt xuống địa ngục. Nhưng mà đâu có trả đâu. Nó có trả đâu. Khi chứng quả vừa rồi, tất cả những nghiệp nào dẫn tái sanh uống cái cơ khổ bị hoại liền tại chỗ. Nó bị uống rượu, nó ung thối bên trong rồi đó. Hạt giống nó ung thối bên trong rồi đó. Hiểu không? Bây giờ quý vị tu thiền là nghiệp thiện đúng không? Có phải không? Đắc thiền là tốt hay xấu? Có hưởng không? Có hưởng không? Có hưởng không? Sư chưa nói hoài không hoài mà sư hỏi tu thiền đắc thiền là phải không? Có hiểu không? Có hưởng không? Nếu hoài thì sao? Vậy tại sao nó có? Ủa sư có nói là bao giờ sư nói rằng quý vị tu thiền đúng không? Đắc thiền đúng không? Thiền nó không hoại, quý vị có hiểu không? Bây giờ mình đang có. Nghe nè, cái câu hỏi cái giá mắc cây bên cái bộ này nó là như vậy đó nha. Quý vị tu thiền đúng không? Đắc thiền đúng không? Thiền không phải quý vị có hưởng không? Có. Quý vị tu thiền phải không? Đắc thiền phải không? Quý vị có hưởng không? Có. Đó là có là sai liền. Mà chỉ khi nào không hoại mình mới nhận, hiểu chưa? Mà nếu hoại rồi thì hiểu chỗ này không? Cái bộ này là như vậy đó. Cho nên người nhận lạc đó, đó. Người nhận lạc đó phải không? Thì bây giờ tới đây đó, nếu như đó có nên đã phải rồi, nên đã phải rồi đó, thì bây giờ nếu đó không phải, không phải người như đã có, người nhận như đã có, có không? Không. Vậy rơi vào vô quả kiến, làm cũng hưởng rồi vô quả kiến. Mà làm mà chắc chắn mình hưởng, làm mà chắc chắn mình hưởng, làm mà không hưởng rơi vô quả kiến, làm mà mình không hưởng chắc chắn mình hưởng rơi vào thường kiến, hiểu chỗ này không? Làm không hưởng để rơi vào vô quả. Còn làm chắc chắn, nhớ chắc chắn nha. Làm mà hưởng thì bình thường, làm mà chắc chắn hưởng thêm cái từ đó thôi à. Làm thì nghiệp hưởng quả có thiện, đúng không? Được không? Được. Làm thì nghiệp hưởng quả có thiện nghiệp, phải không? Phải rồi. Làm thiện nghiệp chắc chắn hưởng quả của thiện nghiệp phải không? Không à. Không à. Nha. Nếu vậy thì chắc chắn sẽ rơi vào thượng.
mà làm thì chắc chắn hưởng á. Thì không bao giờ có nhà thờ, không bao giờ có nhà thờ. Cho nên trong kinh văn á, tên đó là nếu như vậy thì người đó sẽ không có chấm dứt khổ, không có làm khổ tiêu trừ, không có làm khổ chứ biết đoạn. Hiểu chỗ này không? Có hiểu không? Mày vậy thôi, có gì đâu. Mà lặp lại mấy cái kia, cái tiếp tục cái mô thức đó mà thôi. Đâu có gì đâu, khó hiểu. Nè, bây giờ tiếp theo á, bây giờ nè, từ cái thiên lạc đó, đi từ thiên lạc chứ, thiên lạc, ở xuống là thiên lạc, cũng tự vậy thôi. Người đã tạo cái phước nhận được cái an lạc của mọi người, đó là cái quả của nghiệp tốt đúng không? Nhưng mà cái nhân lạc hay nhân lạc nó thường hay vô thường? Nếu nó vô thường vậy thì cái người này còn bất biến không? Vậy thôi. Hiểu chỗ này không? Cho nên những cái câu đó B không thể trả lời là phải rồi được. Cái thiên lạc á, ở đây là thiên lạc là trước đây là trước đây dương được không? Được. Đó, thiên lạc này tạo lỡ được không? Rồi, cuốn sát được không? Được không? Được. Như vậy thiên lạc thay đổi không? Không. Vậy cái người thiên lạc thay đổi không? Vậy cái người này có vô ra thường hay vô thường? Vô thường thì quan điểm bất biến làm sao đứng vững nữa? Hiểu chưa? Cho nên những cái đó, những câu đó là B không thể nào trả lời là phải, là phải rồi mà là không phải được. Mà bộ còn phải né qua bên là ra thì không nên nói vậy đấy. Nhưng mà B đâu để cho ta dễ dàng được lặp lại lần thứ hai để xác định cái lập trường của ông nha. Thì nếu như ông ấy không nên nói như thế là thằng thua thì cái điểm ở đây dừng lại, ba giờ thua rồi thôi, không có truy sát nữa. Nhưng mà để bảo vệ mà nó đã phải rồi thì về kết luận nếu vậy thì người này sẽ không bao giờ có khổ, khổ sẽ còn mãi mãi vui là chẳng thiên lạc nha, hết sanh tử cõi trời này qua rồi đã cứ mãi dạo dây vòng anh đi mấy cõi trời giống kiến con kiến mà bò trong miệng chén mà ở vậy thôi cũng an lạc rồi đó. Nhưng mà đừng bao giờ ra khỏi cái dòng thiên lạc này. Hiểu chỗ này không? Có hiểu không? Vậy thôi. Thì tương tự vậy thôi, tương thiên lạc nó có vậy đó. Thiên lạc đó có thể là vua được không? Dạ được. Mình quen được không? Dạ được. Vũ giả được không? Nếu cái người này thiên lạc này đó, bị thay đổi không? Bị thay đổi thì người này thường nó vô thường. Mà nếu nhận thiên lạc này á, người nhận được thiên lạc đó ra thấy phải không? Phải rồi. Vậy người này cũng không thể thoát khỏi khổ. Kiếp này làm vua, kiếp sau làm quan, kiếp sau nữa làm chủ giả, rồi kiếp sau nữa lại tiếp tục làm vua. Cái vòng vòng ấy cái làm người mãi. Thì con người này sẽ không thể giải thoát được, đúng không? Hiểu chỗ này chưa? Rồi tiếp theo nữa thì sau khi về cái quả tốt thì phải quả xấu. Quả xấu này thì chỉ là ở phòng cảnh đúng không? Phòng cảnh là địa ngục đó vậy hả? Phòng cảnh như vậy đó, nặng nề nhất là bất cứ địa ngục đó vậy đó, đúng không? Thì người tạo ác nghiệp ra xuống địa ngục phải không? Người tạo ác nghiệp ở đó xuống địa ngục phải không? Chưa chắc nha. Chưa chắc à. Nè. Còn bây giờ cái đứa này cái người đó xa, người đó trộm cắp nhiều, nói dối nhiều. Nhưng bây giờ chứ những con dạ xoa ăn thịt người được phải không? Trong kinh điển nó dạ xoa ăn thịt người vậy đó. Từ lúc mà nghe pháp của Phật
chứng quả vừa lơ xong á, còn đó không? Cái câu chuyện trong kinh Pháp Cú nói là hai bà vợ mà quan trái nhau ghen tương á, bà vợ lớn bà vợ nhỏ đó, bà vợ lớn là thuốc con hai lần của bà vợ nhỏ, nguyện nhau quan trái đó, câu kể là hận thù, việc hận thù đời này không thể có đó, từ bi việc hận thù là định luật thiên thu á, tức là nó hai bà vợ vậy đó. Thì cái người bà vợ nhỏ đó, những cái kiếp chót á, bà sẽ làm già xoa đúng không? Bà vợ lớn mới sanh ra đứa con thứ nhất, vợt vợt đẹp luôn à, sanh ra đứa con thứ hai đúng không, tới bắt đứa bé ăn thịt luôn á, ăn sống luôn á, không nhớ hả? Sanh ra đứa con thứ hai, bà vợ nhỏ cái cô đó sanh ra đứa con thứ hai già xoa luôn, cũng tới ăn luôn đứa con thứ hai, rồi sanh ra đứa con thứ ba giờ sợ quá rồi không dám ở đó, có ẩm con chạy về dạ xoa đi đình đình kiếm, bây giờ gặp con quản gặp thấy rồi. Thì cái người mẹ đó đang ẵm con nè, thấy dạ xoa quản hồn sợ không biết cho trốn hết á, nó chạy vô chùa kìa, đấy vô chạy vô kìa, rồi viên dạ xoa được tới rồi cũng không dám vô, tại nhiều quá rồi, cái hoặc con chờ vô vô xong nó ra người ra hoàng trái hay bao nhiêu kiếp kể ra đó, kiếp trước là vợ lớn vợ bé, kiếp sau là con gà, con mèo, con gà, rồi kiếp nữa là con nai, con cọp, đúng không, rồi kiếp này nữa đúng không, rồi nghe ra cái hoặc là nó dạy con kỳ ngon đó, hận thù việc hận thù đời này không thể có, từ bi việc hận thù là định luật thiên đường, nghe xong dạ xoa chứng quả vậy luôn, có rớt xuống địa ngục đập không đó. Mà ăn thịt hai đứa bé đúng không, nếu cái quả này nó trổ đó thì phải rớt xuống địa ngục đúng không, cái làm ác phải rớt xuống địa ngục đúng không, chưa chắc cái Phật giáo mình hay ở chỗ đó đó, làm thiện chắc chắn sanh về cõi trời phải không, làm thiện là hưởng được quả thiện phải không, cũng chưa chắc, mà làm ác nhận được quả xấu phải không, chưa chắc, bởi vì giữa cái nghiệp là cái nhân nè, qua đây là cái quả đúng không ở khoảng giữa cái chưa chắc của mình, khoảng giữa đó là gì, nó thiếu duyên thì đừng, nên có một số nó bây giờ muốn a la hán là mình tu tập á là trọn vẹn 10 pháp ba la mật, công thức là vậy, vậy thánh a la hán phải tròn đủ 10 pháp ba la mật đúng không, nhưng mà tròn đủ 10 pháp ba la mật là a la hán phải không, chứ chắc à, bây giờ một cái vị đó tròn đủ 10 pháp ba la mật gì da nhẫn nại vậy đó, đủ hết, mà lúc đó tôi còn cũng ra đời lấy cái thời đó, thời tròn đủ 10 pháp ba la mật rồi, mà vào thời điểm đó Đức Phật nào không xuất hiện trên thế gian này lấy gì chứng đắc, mà Đức Phật này xuất hiện thế gian rồi đó nha, thì vậy đó chứng đắc là hán phải không, nhưng chưa chắc, không nghe pháp cái gì đó, hiểu cái này không, cái hiểu không, cho nên cái 10 cái chướng ngại đó, đó mà cái quy y quý vị mà đúng pháp rồi đó nha, hiểu rõ được cái đúng pháp rồi đó, thì cái những cái tai nạn đó, đó thứ nhất nè, thứ nhất là cái quý này là khó đi lành của các bà, mình đi chướng ngại khó đi lành đó, nhưng mà cái này nhất là con là Phật ra đời, gặp Phật ra đời rồi đó, nhưng mà không được nghe pháp, không được nghe pháp, mà trường hợp á có duyên lành đầy đủ mà con gặp Phật đời lai là chính ông A Tư Đà,
Vào cái thời đó Bồ Tát mới vừa sanh ra mà ổng chứng thiền phi tưởng, phi tưởng là không phải là chuyện nhỏ nha. Thường á là ổng lại nằm ngủ ngủ trưa ở cõi chơi đạo lợi chơi vậy thôi, chưa lên trở nằm dắt dẻo trên cây ở cõi đạo lợi ngủ à. Rồi chư thiên quan hỷ á, nếu mà Bồ Tát sanh ra đó mới khen ngợi rồi ra ổng hỏi cái gì mà cái người vui dữ vậy, hôm nay đánh cứu thế là xuất hiện rồi. Nói vậy hả? Vậy là chúng ta xem buổi trưa mà lên cõi đạo lợi nghỉ trưa tới ngày về xuống đúng rồi á, quý vị làm được không? Mọi quý vị làm được vậy không, không có mặt ở đây đâu ha. Nhưng mà chuyện thành đầy đủ đó có chuyện mắc làm được đâu. Dạ yeah, ông đạo sĩ A Tư Đà nè mới nói với người cháu mình, nói là ta thấy ông Thái Tử mới sanh ra đó cách đây ba bốn bữa đó mà ta không có duyên lành, cho nên người xuất gia đi, bỏ tài sản ông này là ca lá thầy tiên, không có tài sản lớn mà nó là thầy của Vô Tịnh Tạng, tức là quân sư của Vô Tịnh Tạng. Mà ông vừa tới tự nhiên Bồ Tát mới vừa ba ngày quay cái chân qua đạp cái đầu chơi ngon. Bồ Tát mình á cũng quỳ xuống đảnh lễ đây, rồi Vô Tịnh Tạng quỳ xuống đảnh lễ đây là thứ nhất. Vô Tịnh Tạng là lần thứ nhất đảnh lễ là vậy, lần thứ hai đảnh lễ nữa. Lúc 7 tuổi Bồ Tát ngồi với cội Bồ Đề, nó quên cội cây tâm. Lúc 7 tuổi ngồi thiền định, cây tâm, bóng cây tâm không chết bên bên mà đứng thẳng để che nắng vàng. Lần thứ hai Vô Tịnh Tạng đảnh lễ nữa. Lần thứ ba về kinh thành Ca Tỳ La Vệ để tế độ Hòa Lộc á. Sao mà 6 năm 7 năm sa bắn á, nó hoàn toàn không đảnh lễ. Vô Tịnh Tạng thấy Đức là một Đức Phật thể hiện xong không được, quỳ xuống đảnh lễ tay lần thứ ba. Thầy ông A Tư Đà này nè, có duyên lành nè, đang ông mới buồn tuổi ông khóc đó, gặp ông cái đời ông nghe phẩm cũng thua luôn. Cho anh câu chuyện ngon á, khó thay được làm người, khó thay người làm người, khó sống lâu, khó nghe giáo pháp và có gặp Đức Thế Tôn, bốn điều khó đó đúng không? Sanh làm người có dễ đâu, sanh làm người khó, sống lâu trên đời khó, nghe giáo pháp tuyệt vời, vui thai chư Phật ra đời khó. Hai điều này không ai lấy còn lại nữa, đúng là bảo rồi á. Chúng ta nữa là gì, là gặp rồi mà đã ra đời rồi, không được nghe pháp để làm rồi mà đó. Xin chào quý vị. Đồng vùng ven, thành phố đang phát triển mà ở với vùng quê mà thôi luôn. Rồi những diễn nghệ có duyên lành là thật rồi, không chỉ là dùng nguyên thiên địa nghe pháp chống đối được Phật, cái đó mới ghê ha. Đây là điển hình của ai? Để bà ta Đức Phật ra đời nghe pháp luôn, chống lại Đức Phật. Mà quý vị thường chống Đức Phật quá, có không? Nhà hỏi thật coi có không? Có không? Hồi nào? Chưa làm đúng thì phải là chống, mà không làm theo thôi. Thường thường ở chuyên thông Phật á, quý vị nói là trời ơi tượng Phật, dùng cái từ này tượng Phật làm đẹp ghê, mình chỉ nói đó. Còn cái kinh điển này cũng nó nói có không?
Trường ấy, quyển kinh này dùng từ đó đó, nó viết vậy đó. Ai viết? Ngạo Tông viết nha, Ngạo Tông dịch nha. Nó cứ khóa xài từ này đó nè. Mấy ngôi xá lợi, tại vì những ngôi xá lợi long lanh nha, những viên xá lợi xài chữ nó, chữ đó trước rồi mới long lanh sao. Chứ nói thiệt mà, mình quen đi, đúng không? Nói hôm nay rồi đó, thay vì mình tôn trọng mấy nghệ sĩ đi, thì giống như là ông Việt Anh hay là ông Thành Lộc đó. Thành Lộc nó đóng cái này hay lắm, có không? Mà tuổi của người ta lớn, tụi mình á, mà nó không à, cái đó là thói quen mình dùng mấy cái này là không có được. Cái đấy là một trong cái chống lại, okay. Bỏ thói quen nó đi, những ngôi xá lợi thì những ngôi xá lợi đi, không à. Xài vậy từ đó không à. Nè, bây giờ nói tới địa ngục, địa ngục quá nha, có đúng không? Người nhận quả địa ngục, vẫn thấy phải không? Thật ra không có người nhận quả địa ngục, thật ra không có, nhưng mà trên phương diện chế định thì có, đúng không? Mà trên phương diện pháp á, thì nó chỉ là tâm sở đó. Không có người nhận quả địa ngục. Thì bây giờ tôi lặp lại hỏi người nhận quả địa ngục, anh thấy thôi không? Nè, thì cái đoạn đầu á, B trả lời không phải. B cái đoạn đầu á, B trả lời là không nên nói như thế. Thì B bắt đầu hỏi là lặp lại để xác định lập trường của ông. Để vậy thì một điểm có này, đúng không? Đúng không? Người nhận quả địa ngục vẫn có, vẫn có phải không? Nếu đất không phải mà không, thì cái mệnh đề khi nãy ông nêu ra là bị phá sản, đúng không? Mà ông nói là địa ngục có nè, quả gì thôi, nghiệp đó, người nhận quả vậy đó, đúng không? Từ đó mình sử dụng ra, sinh ra là có người nhận thấy, đúng không? Đúng không? Đây cái mệnh đề đầu tiên mà, cái tiêu điểm đầu tiên của B là như vậy. Bây giờ địa ngục có, đúng không? Địa ngục là quả gì nè, quả xấu gì nè, đúng không? Người nhận quả xấu, người nhận quả địa ngục á, có đâu? Không, không thì rõ ràng người không nhận được nhận thấy, có phải không? Quả nghiệp được nhận thấy này, đây là cái quan điểm của B nha, được nhận thấy. Người nhận quả nghiệp được nhận thấy, hiểu cái này không? Người nhận quả nghiệp quan điểm của B mà được nhận thấy, từ hai cái vế này nó dẫn tới kết luận là người được nhận thấy. Hiểu cái ý của B chưa? Hiểu ý của B chưa? Quả của nghiệp, địa ngục phải là quả của nghiệp không? Được nhận thấy, đúng không? Phải không? Người nhận quả nghiệp của địa ngục được nhận thấy, phải không? Nếu B trả lời là không phải, thì như vậy cái người mà ông được nhận thấy là không có. Thấy nè, ông thấy chỗ này sao? Quả của nghiệp được nhận thấy, đúng không?
người nhận quả nghiệp được nhận thấy đúng không? Từ đó người được nhận thấy đúng không? Bây giờ vậy không được quả nghiệp đúng không? Được nhận thấy đúng không? Người nhận gì không? Được nhận thấy phải không? Phải, không có. Không có thì vẫn có người nhận thấy. Thế thôi. Khi nào nhận có thì mới nhận đó là người nhận nhận thấy đúng không? Mà bây giờ người nhận quả địa ngục được nhận thấy phải không? Không có. Không có thì người không nhận thấy. Để chỗ này chứ. Lắc ngang chút xíu vậy thôi à. Chị đọc lại nha. Còn trong mình ngó trên trời không gì trời. Quả nghiệp được nhận thấy đúng không? Dạ. Người nhận quả nghiệp được nhận thấy đúng không? Dạ. Thì từ đó thì nó là người được nhận thấy rồi đó. Phải không à? Giờ địa ngục phải là quả nghiệp không? Được nhận thấy đúng không? Địa ngục được nhận thấy mà. Người nhận quả địa ngục được nhận thấy phải không? Không phải. Không phải thì cái người này không được nhận thấy. Có đúng vậy không? Rồi đó là phải rồi. Đó là người nhận quả địa ngục. Phải rồi. Đúng không? Vậy thì người này không giải thoát. Đây ác nghiệp phải cho quả khổ cảnh đúng không? Mà biết bao nhiêu trong từ luân hồi cho đến bây giờ đó, cái người này tạo biết bao nhiêu cái ác nghiệp đúng không? Thì cứ phải nhận cho mãi thì không bao giờ có giải đó. Nhận cái kiếp sau sẽ làm con chó là ác nghiệp không? Anh nhận tiếp rồi sẽ làm con mèo có không? Mấy con chó chùa chuyên mới đi giật gà không à, bị tao bắn vốn nè này. Nó phải tạo ác nghiệp không? Mà cứ nhận rước thì không bao giờ có sự giải. Khó. Hiểu chỗ này chưa? Đơn giản vậy thôi, có gì đâu.